Chào mừng các cậu đã quay trở lại với W2W Cartoon. Trong số cảnh sát cartoon phần 5 này, chúng ta sẽ không soi những lỗi chi tiết xuất hiện trong phim nữa, mà hôm nay hãy cùng bầu gió soi Easter eggs thú vị trong các bộ phim của Pixar nha. Và không chần chờ gì nữa, hãy cùng bắt đầu nhé. Lưu ý là video này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, từ cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một thông báo nho nhỏ rằng Fanstore đang có chương trình bán áo hoodie, pre-order từ 15 đến 22 tháng 10, nhận hàng sau từ 10 đến 15 ngày. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những mẫu áo hoodie cực mới cho mùa đông năm nay. Link áo sẽ được chúng tớ đính kèm ở phần comment. Nếu các cậu là người hâm mộ các bộ phim của Pixar thì đều biết rằng mỗi bộ phim thường có tham chiếu đến các bộ phim đã có của Pixar trước đó hoặc là sắp được công chiếu. Đôi khi đó là Easter egg truyền thống lâu đời, nổi tiếng như A113. Xe tải pizza đã xuất hiện trong hầu hết các bộ phim của Pixar, ngày càng khẳng định độ nhây và lầy của những nhà làm phim, thách thức độ tinh mắt người hâm mộ. Dưới đây là 10 chi tiết có thể các cậu đã bỏ lỡ mà cảnh sát cartoon đã tổng hợp được nha. 1. Bà Potato Head đọc sách về câu chuyện con bọ. A Bug's Life được phát hành trước một năm câu chuyện đồ chơi 2, trở thành bộ phim dài thứ 2 của Pixar. Tham chiếu lớn nhất và rõ ràng nhất về A Bug's Life trong Toy Story 2 xuất hiện khi cả nhóm đang trong hành trình tìm kiếm Woody ở Our Star Barn. Buzz chạy qua các gian hàng ngay phía trước có vẻ như đầy đủ các đồ chơi hình con bọ liên quan đến A Bug's Life. Rồi đến cảnh khi ông Potato Head đang cố gắng tìm kiếm chiếc bông tai bị mất của người vợ yêu quý lại được nhắc đến lần nữa. Sau một hồi lật đật tìm kiếm cũng đã thấy được đôi bông tai và ông ta vội chạy đến đưa cho bà xã. Lúc này, bà Potato Head vui mừng và nhảy cẫng lên khi anh nhà đã tìm thấy nó, ngay lập tức ném cuốn sách mà bà ấy đang đọc xuống. Tình cờ làm sao, đó là một cuốn truyện thế giới côn trùng hay A Bug's Life năm 1998. 2. Những cuốn sách đằng sau Woody. Trong Toy Story phần 1, ở cảnh phim Woody nói chuyện với các đồ chơi, phía sau lưng anh ấy có một giá sách. Nếu như các cậu nhìn kỹ tiêu đề của những cuốn sách trên kệ, sẽ phát hiện ra một vài tựa sách quen thuộc như Nicknack, Tin Toy và Red Dream. Tất cả đều là những bộ phim ngắn mà Pixar đã sản xuất trước đó. 3. Rương đồ chơi của tiến sĩ Sherman. Chúng ta đã biết vũ trụ Pixar được kết nối theo những cách phức tạp đến mức khó có thể hiểu được chúng. Vì vậy, thực sự sẽ không có gì ngạc nhiên khi các nhân vật của bộ phim này chuyển sang các bộ phim khác. Trong Finding Nemo năm 2003, trong văn phòng của nhà sĩ Sherman, ở trước dương đồ chơi cho lũ trẻ, ta quan sát thấy có một món đồ chơi giống với Buzz Lightyear. Ngoài ra, gần đó cũng có con gấu bông giống hệt con mà Boo đã có trong Monster Inc. Ngoài ra, cũng trong phòng khám nhà khoa này, ta thấy một cậu nhóc đang đọc cuốn truyện tranh có bìa là The Incredibles lúc trẻ, ngầm báo hiệu bộ phim gia đình siêu nhân vào năm 2004. 4. Sully được chạm khắc trong bộ phim Brave. Trong một cảnh khi công chúa Merida đi gặp bà phù thủy, để ý kỹ thì chúng ta thấy được bà ta đang đẽo xe Pizza Planet bằng gỗ. Đây là chiếc xe tải xuất hiện rất nhiều trong các phim của Pixar. Ngoài ra, nếu như các cậu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ nhận thấy tấm gỗ được chạm khắc còn ai khác chính là Sully của Monster Inc. khi chiếc chổi ma thuật nhẹ nhàng lướt qua. 5. Riley trong Finding Dory. Tất cả chúng ta đều biết đến cô bé Riley với những cảm xúc chân thực của một bạn trẻ tuổi teen đã gặp khó khăn như thế nào khi gia đình chuyển đến một thành phố mới trong Inside Out. Nhưng mà các cậu không hề biết, có một sự thật là cô bé đã từng xuất hiện trong Finding Dory năm 2016. Ta thấy lúc này, Riley vẫn là một đứa trẻ và vẫn sống ở Minnesota. Cô ẩn mình trong lũ trẻ tham quan thủy cung. Cảnh sát cartoon khá chắc có thể nói rằng Riley đã tận hưởng một chuyến đi thực tế, trong khi Dory cố gắng tìm kiếm gia đình của cô ấy. Tiện thể thì tớ cũng tìm thấy một chi tiết cực hay có trong Inside Out, chính là những bối cảnh mà tất cả các bộ phim Pixar dựa vào. Ngay cảnh này, Riley phải vật lộn để hòa nhập vào môi trường mới. Ở phía sau lớp học, có một bản đồ với các vị trí khác nhau được đánh dấu, định sẵn trên đó. Có rất nhiều game ở Mỹ, 2 game ở Nam Mỹ, một số ở châu Âu và một châu Á, một ở Úc. Tất cả các địa điểm là các bộ phim Pixar đã lấy bối cảnh. Tớ nghĩ lại mới thấy, vũ trụ Pixar nó phải gọi là ở một cái tầm đẳng cấp. Ở một cảnh phim khác, khi cảm xúc đi qua những ký ức của Riley, có một chuyến hành trình tới San Francisco, nơi mà gia đình họ chụp ảnh với những pho tượng khủng long, chính xác là những gì đã xảy ra với Arlo và Wurstbus trong The Good Dinosaur. 6. Đô lót Incredibles. Nói về Mr. Incredible, Luigi của Ratatouille, hẳn là một người hâm mộ, bởi vì anh ấy mặc áo lót có logo The Incredibles trên đó, khi đang không biết có thể giấu Remy vào đâu. Còn nữa, một chi tiết cực nhỏ, có cảnh bóng của con chó Đức trong phim Up rượt đuổi chuột Remy hiện lên bức tường. Ta cũng đã biết là Ratatouille phát hành vào năm 2007, còn Up thì mãi tới 2009 mới ra rạp, lại là một thông báo ngầm cho khán giả về bộ phim sắp công chiếu. Ngoài ra, trong cảnh phim Linkini và bạn gái chơi patin ở công viên, ta thấy gã đàn ông rất giống với Bon Voyage, kẻ đặt bom xuất hiện ở đầu phim The Incredibles. 7. Remy xuất hiện nấu ăn trong nhà hàng của thế giới phép thuật Onward. Khi anh em Barley và Ian Lightfoot bắt tay vào nhiệm vụ kỳ diệu của họ, nhưng mà ai lại biết được Remy trong Ratatouille lại thích nấu ăn trong thế giới phép thuật này. Rất mong điều đó là không chính xác, vì thực sự hai anh em kia chắc chắn là không muốn bếp ăn mà lại xuất hiện chuột đâu. Đôi chút thôi, nếu mà là Remy nấu thì họ mới chính là những thực khách may mắn. Đâu phải dễ dàng mà được thưởng thức những món ăn đẳng cấp đúng không nào? 8. Chiếc đèn của Heather xuất hiện trong câu chuyện đồ chơi 4. Lúc Buzz bị trói lại ở một cửa hàng đồ chơi, bên cạnh cậu là một chiếc đàn màu trắng. Đương nhiên là rất có thể nó là cây đàn mang ý nghĩa biểu tượng, cũng là món quà do Imelda tặng cho Hector và trở thành nhạc cụ của Hector trong chuyến lưu diễn khắp Mexico. Còn nữa, chiếc đàn này còn được xuất hiện trong Cars Bar, cây đàn guitar treo trên tường phía sau ban nhạc đang chơi tại Coterpin Bar. Ngoài ra, chúng ta cũng phát hiện thấy trong cảnh phim Bonnie và bố mẹ của cô ấy dừng lại ô tô ở trạm xăng, có xuất hiện logo hình chú khủng long. Đương nhiên là sẽ giúp chúng ta liên tưởng đến bộ phim The Good Dinosaur. 9. The Incredibles ở Land of the Dead. Trong Coco năm 2017, khi Miguel và Heather đang trên đường đến buổi biểu diễn tài năng, một tấm áp phích của The Incredibles được treo trên một bức tường trong hẻm. Đây là chi tiết khá dễ nhìn thấy, khẳng định việc gật đầu cái rụp của Pixar cho việc phát hành Incredibles 2 năm 2018. 10. Cuộc sống và cái chết của Sid. Các cậu còn ai nhớ Sid không? Kẻ không được mấy ngoan ngoãn, chuyên gia phá hủy đồ chơi trong Toy Story phần đầu tiên, và cậu ta cũng đã xuất hiện trở lại một lần nữa trong câu chuyện đồ chơi 3 với tư cách là người thu gom rác. Các cậu có thể nhận ra từ chiếc áo dài đầu lâu mang hình biểu tượng này. Nhưng đó có phải là lần cuối anh ấy xuất hiện? Vùng đất của người chết trong Coco, ta thấy một bộ xương đang mặc chiếc áo đó, đương nhiên là cực kỳ giống Sid. Các cậu thấy các Easter egg này có thú vị hay không? Và nếu các cậu thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Way2W Cartoon nha. Còn bây giờ thì Way2W out.